Thưa quý vị, phương pháp phân phối truyền thống trong ngành sơn từ trước đến nay là bắt đầu từ nhà máy sản xuất đến nhà phân phối, đến các đại lý rồi mới đến tay người tiêu dùng. Kênh phân phối này quá cồng kềnh và làm cho người tiêu dùng phải chi trả một chi phí rất cao để mua được sản phẩm sơn. Điều này đã khiến người tiêu dùng băn khoăn và đắn đo mỗi khi có nhu cầu khoác lên cho tổ ấm của gia đình mình một tấm áo mới. Vậy làm như thế nào để có thể lựa chọn được dòng sơn chất lượng, an toàn mà giá cả lại phải chăng? Thì ngày hôm nay, Tiêu dùng 24/7 của chúng tôi đã mời đến ông Phan Văn Thắng, Tổng Giám đốc công ty Sơn Cây Ơ Việt Đức, một công ty đã có bước đi đột phá trong ngành sơn, đó là đưa trực tiếp từ nhà máy sản xuất đến tận tay người tiêu dùng mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, chào MC Ngọc Huyền và quý vị khán giả. Thưa anh, được biết là cách mà Cây Ơ Việt Đức tiên phong trong việc là phá vỡ lối đi truyền thống và thay vào đó là một xu hướng bán hàng mới được nhìn nhận và đánh giá cao từ phía người tiêu dùng. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do từ đâu mà Cây Ơ lại có một đột phá như vậy? Thực ra để thay đổi một cái thói quen tiêu dùng của người dân thì rất là khó. Nhất là cái khối lượng chi rất là lớn. Nên là cần sự thuyết phục mà cần sự đồng tâm của anh em nhân viên đi làm là cố gắng thuyết phục bằng từ trái tim của mình. Mà sau khi người ta sử dụng sản phẩm của mình thì chắc chắn người ta yêu thích. Để cố gắng đi, đấy là cái khó khăn của chúng tôi và thúc giục anh em này hết sức cố gắng. Và cái thứ hai là cái sản phẩm chúng tôi là bán trực tiếp từ nhà máy đến người sử dụng nên là giá thành rất là rẻ. Vì giá thành này rất là rẻ nên là người dân họ nghi ngại là không biết chất lượng sản phẩm có tốt không. Thì thực ra là cái điều đấy là chúng tôi cần phải là cố gắng để thuyết phục để người ta sử dụng đến, để thuyết phục người sử dụng đến rồi đã sử dụng đến là yêu thích. Điều đó là điều khẳng định từ chúng tôi. Mà là cũng là cái khó khăn mà chúng tôi đang phải gặp phải. Qua chia sẻ vừa rồi của anh thì Ngọc Huyền có thấy anh nhắc tới là phương thức bán hàng trực tiếp trong ngành sơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình biết nhiều hơn về phương thức này được không ạ? Chúng tôi bán hàng trực tiếp từ nhà máy đến người sử dụng, chiết khấu lên đến 51% trên đơn giá niêm yết. Bởi vì chúng tôi bán không thông qua hệ thống đại lý và nhà phân phối nên chi phí này được giảm đi rất nhiều, giúp người dân tiết kiệm đến cả hàng chục triệu đồng khi sơn nhà. Chúng tôi lại sử dụng các cái kinh phí để xây dựng hệ thống đại lý và kênh phân phối để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và dây chuyền sản xuất thiết bị máy móc hiện đại để giảm giá thành xuống, giúp cho nhà máy chúng tôi đạt được cái chất lượng là ISO 9001:2015 và chất lượng sản phẩm là đạt được là chất lượng sản phẩm VN 16/2017. Hệ thống của nhân viên chúng tôi thì trải dài khắp nơi từ Bắc chí Nam, có mặt khắp mọi nơi. Chúng tôi bán hàng thì là tất cả từ cái nhỏ nhất từ đơn hàng 1 lít cho đến những công trình lớn, chúng tôi vận chuyển từ tận nơi công trình cho người sử dụng. Chế độ bảo hành bảo trì chúng tôi thì rất là tốt vì có hệ thống nhân viên chăm sóc dày đặc. Người sử dụng có thể là khi mua sơn về nếu mà sơn em không thử test thử sơn không hài lòng thì có thể là nhà máy thu hồi lại sơn và trả lại tiền, thanh toán lại tiền cho người dân. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là việc mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất mà thương hiệu Cây Ơ đang áp dụng đã giúp cho người tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn với nhà sản xuất, qua đó có thể đảm bảo được chất lượng cũng như giá thành. Và để hiểu hơn về những lợi ích mà người tiêu dùng sẽ nhận được khi áp dụng phương thức bán hàng trực tiếp này, thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đón xem một phóng sự ngay sau đây. Anh Thanh đang được hưởng rất nhiều các lợi ích khi được mua trực tiếp sản phẩm từ công ty Cây Ơ Việt Đức. Theo phương thức này, anh Thanh sẽ được chiết khấu trực tiếp 51% và bảo hành 8 năm khi sử dụng. Trước đây, khi chưa áp dụng phương thức bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người sử dụng, thì các sản phẩm sẽ phải qua rất nhiều các khâu trung gian từ nhà sản xuất, nhà phân phối, qua các đại lý, cuối cùng mới đến được tay người tiêu dùng. Điều này dẫn đến việc người dùng sẽ mất nhiều thời gian và phải chịu giá thành cao khi chọn mua một sản phẩm sơn chất lượng. Sức tiêu thụ sẽ bị chậm lại, còn nhà sản xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Bên cạnh đó còn phải mất chi phí xây dựng kênh phân phối. Tôi thấy phương thức phân phối trực tiếp đến tay người dùng hiện nay giúp tôi tránh được về tài chính. Thứ nhất là chiết khấu cao đến 51%, tôi được xuống nhà máy, tôi thấy là nhà máy sản xuất cho kiểu hiện đại. Đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ trước khi xuất ra thị trường. Đến tay người tiêu dùng, tôi rất tin tưởng để sử dụng sơn Cây Ơ. Với nguyên liệu chính được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức và sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại,
nhà máy và hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 với tất cả các sản phẩm sơn tường đạt quy chuẩn QCVN 16-2017-BXD. Sơn Kayer đã mang lại cho người tiêu dùng một dòng sơn chất lượng, cao cấp, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Sau khi sử dụng sơn Kayer, tôi thấy chất lượng sơn rất là tốt, sơn bóng, đẹp và không bị ẩm mốc, dễ lau chùi và tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Và tôi thấy sơn cũng rất là thân thiện với môi trường. Tôi cũng đã giới thiệu hãng sơn cho anh em, bạn bè, người thân để sử dụng cho các công trình của gia đình. Với sứ mệnh tạo ra sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với mong muốn và nhu cầu của người tiêu dùng, hài hòa những lợi ích và cân bằng giá trị của đối tác, khách hàng, người lao động, dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng, bảo vệ môi trường trong tất cả các công đoạn sản xuất và kinh doanh. Tất cả các sản phẩm của Sơn Kayer khi đưa vào thị trường luôn đảm bảo các yếu tố chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường. Điều này giúp cho Kayer Việt Đức luôn được chọn lòng tin của người tiêu dùng trên cả nước. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều lợi ích mà khách hàng có được, đồng thời với đó là có được những thành công nhất định khi mà chúng ta thực hiện được cái phương thức bán hàng trực tiếp như vậy. Vậy thì không biết là khi mà bắt đầu cái phương thức bán hàng trực tiếp như vậy thì công ty của mình có gặp khó khăn gì không ạ? Thực ra để thay đổi một cái thói quen tiêu dùng của mọi người rất khó. Nhất là cái bây giờ hiện tại là cái hệ thống đại lý người dân đang có xu hướng theo hướng tiêu dùng là mua sơn tại các đại lý cả các địa phương. Bây giờ mà mua sơn trực tiếp từ nhà máy, người dân họ cũng rất là ngại. Ngại vì là sợ là xa xôi rồi không biết là chất lượng nó thế nào như này kia. Nên đây là những điều chúng tôi cần có những đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình để người dân biết đến và những người sử dụng biết đến là cái chất lượng sản phẩm của chúng tôi và cái dịch vụ của chúng tôi tốt. Thì đấy là cái sự nỗ lực mà sự cố gắng rất là nhiều để cần có nhiều hơn nữa để người dân biết đến nhiều hơn nữa cái dịch vụ sản phẩm này. Và khi mà người dân đồng thời người dân đi mua hàng thì người ta thấy khi mua hàng thấy rẻ quá, người ta cũng đâm ra nghi ngờ. Nhưng mà để giải thích cho người ta hiểu được cái nghi ngờ này là phải phá vỡ nghi ngờ bằng cách đấy là giải thích trên cái cách bán hàng của mình nó khác biệt so với các cái đơn vị khác, thì người dân sẽ cảm nhận được cái điều đó là cái điều chính xác và cái ưu điểm của chúng tôi để người dân đón nhận sản phẩm tốt của chúng tôi. Đấy là cái điều chúng tôi luôn luôn cố gắng hướng đến. Và Ngọc Huyền nghĩ rằng là đối với bất kỳ một sản phẩm nào hay là một lĩnh vực nào mà khi bắt đầu một cái mới thì chắc chắn sẽ đi kèm theo đó là khó khăn. Tuy nhiên thì về dần lâu dài chúng ta sẽ đạt được những thành công nhất định. Vậy thì không biết là đối với Kayer Việt Đức thì mình đã có một cái định hướng phát triển như thế nào trong tương lai chưa ạ? Về cái định hướng tương lai thì công ty Sơn Kayer Việt Đức là đang định hướng là phát triển công ty ngày càng rộng, mở rộng và đa dạng sản phẩm lên để giúp làm sao để cho người tiêu dùng tiếp cận được cái hình thức này nhiều hơn, hiểu với hình thức bán hàng nhiều hơn và có những sản phẩm nó tính chất ưu việt hơn, nó dễ dàng mua hơn mà cái mang tính chất là cộng đồng hóa hơn để cho người dân được hưởng nhiều cái sản phẩm tốt và chất lượng này rẻ. Ngoài ra cái xu hướng của chúng tôi là bảo với anh em toàn bộ anh em nhân viên kinh doanh là cứ cố gắng đi. Bây giờ tiếng lành đồn xa thôi, cứ sử dụng là người ta sẽ yêu thích và yêu thích thì sẽ có nhiều người yêu thích, chứ không thể ban đầu dễ có cái gì dễ được đến dễ dàng đến mình cả, phải trải qua khó khăn thì mới có sự thành công. Các anh em phải cố gắng hết sức, đồng lòng đồng sức chúng ta sẽ thành công. Đấy là cái xu hướng của công ty Sơn Kayer Việt Đức đang định hướng cho toàn bộ thể anh em, nên là cũng là đưa cái niềm tin đến cho khách hàng. Thưa quý vị khán giả, việc đưa sản phẩm sơn từ nơi sản xuất đến trực tiếp tay người tiêu dùng mà không qua bất kỳ một khâu trung gian nào đã mang lại nhiều lợi ích tối ưu cho người tiêu dùng. Ngọc Huyền mong rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm lựa chọn khi tìm mua các sản phẩm sơn uy tín, chất lượng, an toàn với giá thành hợp lý. Đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Và đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6. Xin chào và hẹn gặp lại.